Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Viettel Ninh Bình đã tới thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan. Hiện nay, trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý 139 đối tượng, trong đó có 71 thương bệnh binh. Để tỏ lòng biết ơn những đóng góp, cống hiến, hy sinh mất mát của thương bệnh binh trong các cuộc kháng chiến, sự tận tụy của tập thể cán bộ công nhân viên trung tâm đã chăm sóc những người có công với cách mạng. Dịp này, Viettel Ninh Bình đã trao các phần quà trị giá 79,5 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của cán bộ chiến sĩ công nhân viên tập đoàn trước những hy sinh của thương bệnh binh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.